nước này cũng lớn nha các bạn, lớn nhưng mà cái ghe quá trời bự rồi, cái nó dính, chạy ra cái nó dính luôn, nhìn một bên rất là nguy hiểm ha. Chiếc trước đang, hai chiếc đang kéo, không dám kéo ra nhưng mà chưa ra nổi. Ghê quá. Khối thì cũng xong sức hành nhưng mà nước rộng quá. Ghe này ghe rất là to ha. Ghe là tàu to nha. Bây giờ đủ với bóng mực rồi ha. Bữa nay thì chắc nước nó hơi bị nước còn rồng nữa nha các bạn, rất là khó ra ha. Giấc sáng này nước lớn mà còn bị dính rồi. Chiếc này nó chạy, chiếc này thấy nổi quá nha các bạn. Chiếc ga này rất là nổi, chạy ga kéo chiếc kia quá. Rồi dính luôn rồi, dính luôn. Chết bà rồi nó thấy không? Nghiêng luôn rồi. Rồi mới ra tới đây anh thì chiếc ga cái nha các bạn. Chiếc cầu cái nha. Bị cạn cái là nó nghiêng bên này. Rồi dính luôn rồi. Dính luôn rồi quá nó nghiêng rồi. Quá cạn rồi thầy. Mới dính lên bãi. Dính lên bãi nha các bạn. Anh ta dè lại nha. Xài qua bên luôn là quá dữ rồi. Cái máy này nhìn cũng yếu rồi các bạn. Cái máy này nó hơi bị yếu nè. Quay ngang luôn các bạn. Rồi đúng rồi. Nằm nguyên bên nữa anh. Này ba chiếc một cục luôn nè. Ba chiếc này hai chiếc kéo. Hai chiếc kéo một chiếc phía sau này mà chắc dính hết luôn ba chiếc à. Dính nhất. Đó, lên khỏi luôn. Bố lên. Chiếc kế tiếp này chạy ra như thế nào nha các bạn, chắc lôi cái chiếc mới cạn này quá, dính cái nghiêng bên luôn rồi. Chiếc này chạy ra cái đường chỗ này như chạy hơi bị ổn nè, chỗ này chạy thấy ổn nè. Này phải quen cái lạch nha các bạn, chỗ chiếc ghe chạy này hình như là nó ổn đó các bạn.
có cái lạch chỗ đó sâu đó, mình chịch qua chịch lại một chút là bắt đầu là nó dính cạn liền. Chiếc này hình như nó cũng hơi cạn này, nó cũng sừng sừng. Cái lạch này hổm đã có sáng thổi nó vét rồi nha các bạn. Các bạn cái chiếc sáng thổi có vét nhưng mà nó vét không được nhiều. Vét không được nhiều nên cái lòng lạch nó rất là nhỏ nha, nó vẫn còn nhỏ. Chạy không biết được. Hai chiếc này lôi với nhau nè. Chiếc nhỏ trước này nó buộc dây sẵn rồi chứ lôi chiếc sau luôn. Sau này máy dữ lắm à. Chiếc đực chiếc cái này. Chiếc cái này thường to hơn chiếc trước ý. Chiếc chạy đằng sau ra này để lôi chiếc trước bị cạn à. Giật cái mũi chiếc kia. Hiện giờ hai chiếc này đang ra. Lòng lạch là nó ra được tới đây nè.
bên ngoài không biết còn cạn gì không, chứ khúc trong này đi đúng lòng lạch thì vẫn ra được ha. Chiếc đó cũng khá là to, đường nó sâu dữ lắm, chiếc lại tại chạy chỉnh cái lòng lạch. Bơi dữ hết trơn. Mấy cặp đó bơi dữ hết trơn. Không quen đường. Không dữ hết trơn hả? Cặp sau này nè, cặp sau này đi ngay đó. Trời, nồi chiếc kia nó nghiêng ngọng hậu. Chiếc kia nghiêng ghê gớm vậy trời. Chiếc bên phải nó nghiêng kìa. Sao kiếm chiếc chở chạy không mày? Có vỏ mà nó chưa mở cống nè. Mấy cặp này ra không nổi, mấy cặp này chú sự ra không nổi. Quá trời luôn. Mấy cặp này có chút giấy hay gì cậu? Mấy cặp này có chút giấy gì? Chút giấy là cái sao là chiếc là chiếc cái kia là có tội. Dạ. Nghiêng là cái chiếc của chú Yên bây giờ. Mấy chiếc này chắc sao ra này làm nó nắm chắc mũi đi nè, đi ra tối mại chắc mũi ra chứ cỡ nào chắc mũi ra. Chiếc này muốn ra này nha, chiếc này nãy nhiên quá trời luôn mà nó sắp ra được rồi. Cái bự vô nổi rồi, cái bự vô.
chiếc ghe này có khi nhiều năm mà không về đây luôn các bạn. Thường đậu ở các cái tỉnh Cà Mau nha, sở nhào ở dưới các bạn, nên đi ra thường không biết cái lòng lạch nằm ở đâu, dễ bị cạn ha. Cho anh em chạy ra chạy vô thường xuyên thì nó quen, nó không có bị chịch lên cái mấy cái bãi cồn. Mấy chiếc này lâu lâu vô lần ra lần là dễ bị dính, không biết đường. Chiếc này là có khả năng kéo ra được nè, bây giờ nó ra gần tới lòng lạch rồi đó, ngon rồi đó, ra được nó xuống cái nhẹ liền ha. Ra được rồi đó, chiếc này nó ra được. Chùm chùm luôn. Cái cản mà sao cản bò hòn nhiều ha cậu? Ờ đúng rồi, trong cái cản nó rồi, nó không có để tàu đi. Quá trời kìa. Trời ơi trời, hối hối kìa. Những dằn này chứ. Chiếc bà ở đây phải đã nè, tí chiếc sắt của bà tí. Dạ. Đó mới đã nè, dục hối rồi. Hình như là hai chiếc hồi nãy ra được, bây giờ dùng dây cứu mấy chiếc này nè. Giờ nó 4 chiếc, 5 chiếc nó kéo 1 chiếc mà kéo không ra nổi. 2, 4, 6, 7 chiếc. Cái đó chắc nguyên băng cào đôi không nghe cậu? Ờ, nguyên băng của cào đôi mà con. Có chiếc ghẻ mà có chiếc dưới. Quá trời, chiếc xác ở trong cái mắm nó dữ dằn rồi kìa. Trời ơi, chiếc này là bị nặng dữ lắm nè. Ừ, chiếc vô mà cái nhà này nghe tới đây đúng không? K39 hay là Hino không biết nữa. Ra được tới chỗ sâu với mấy canh dậu quá. Trời, nó ra, nó đang chậm, chứ để gì canh con. Đốn dữ gì cậu, đốn dữ vậy? Ờ, mấy dặn mấy lớn mà, vậy vậy. Cỡ phi dầu á. À, nó dữ á, cái chồng đứt, cái chồng bài đứt, cái chồng bài đứt. Quá trời, nó gãy vậy kìa. Đuôi này nó nghiêng dữ nha. Như là nó một vậy mà nó lôi nguyên một lượt luôn hay gì mà. Ừ. Lôi nguyên chùm luôn đó. Chiếc xác mé bên phải là nặng dữ dằn nha. Chiếc đó nó dính trên khô sao mà bường mà vô tới tới trong này dữ vậy biết. Càng kinh khiếp rồi chứ. Nó ra được rồi đó, ra được rồi đó. Nó ra được hay là nằm đó. Chiếc bên này nó chạy tối rồi nè.